Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình đưa các bạn đến tham quan quảng trường 911 nha. Mình đang đi bộ trong khu World Trade Center. Ngày hôm nay đó, mình muốn đưa các bạn đến tham quan cái khu 911. Khu này thì nhiều tên lắm các bạn. Có thể là 911, World Trade Center. Và bây giờ cái tòa nhà mới xây đó. Đây các bạn, cái tòa nhà mới xây này nè. Thì người ta mới gọi là One World Trade Center. Đây là cái quảng trường One World Trade Center. Các bạn nhìn thấy không? Bây giờ là đã mùa thu rồi, cho nên cây nó cũng khô héo hết rồi. Bây giờ các bạn nhìn thấy tòa nhà One World Trade Center nha. Đây. Đó, các bạn thấy đẹp không? Nó cao vút nha các bạn. Hôm nay là một cái ngày trời rất là lạnh ở thành phố Manhattan, New York. Phải nói là lạnh nhất trong mùa thu năm nay, năm 2020. Và mình muốn dành cái thời gian này để giới thiệu cho tất cả các bạn về cái sự kiện 911. Mình đang đứng ở đây là cái hồ tưởng niệm của sự kiện 911. Thì các bạn cũng biết là cái ở đây, cái nơi này được gọi là World Trade Center hoặc là Twin Tower hoặc là 911. Bởi vì sao có tên 911 các bạn? Vì là 911 đó là cái lúc đó khủng bố đã tấn công vào hai tòa nhà cao nhất của New York. Và khi mà hai tòa nhà đã sập xuống đó thì nước Mỹ phải dành qua 3 năm để dọn dẹp cho cái sự sập đó. Và tất cả không phải là hai tòa nhà đó không, là 4 tòa nhà xung quanh nữa, là tất cả là 6 tòa nhà. Và sau đó là sự kiện 911 vào năm 2001. Đến bây giờ là 19 năm rồi các bạn, hơn 19 năm rồi. Và sau 3 năm dọn dẹp thì người ta có 10 năm để xây dựng ý tưởng. Đó là người ta mới quyết định là không xây hai tòa tháp cao hơn. Bởi vì nếu làm như vậy thì giống như là thể hiện cái niềm kiêu hãnh của nước Mỹ. Nên người ta đã thay vào đó là người ta xây hai cái hồ ở dưới đây. Và hai cái hồ này nó có hai tầng nước các bạn. Nó xuống một cái và xuống thêm một tầng nữa. Và có ý nghĩa của nó đó thì là quên đi quá khứ. Đây là một cái hồ, mình kêu cái hồ để tưởng niệm cho 2.977 người đã mất. Trong đó có cả 19 người là khủng bố và 265 người chết trong 4 chiếc máy bay. Và cái tòa nhà cao trên kia các bạn nhìn thấy không? Thì sau đó nước Mỹ mới quyết định là xây dựng một cái tòa nhà cao là đúng cái năm thành lập của nước Mỹ, tất nhiên là cao hơn hai tòa tháp đôi. Và đúng năm thành lập của nước Mỹ là năm 1776. Nó khoảng chừng 541 mét theo tính theo cái mét của Việt Nam. Và đây là tòa nhà cao thứ 5 của thế giới và cao nhất của New York cũng như là cao nhất của nước Mỹ. Thank you.